Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bạn biết gì về ngày Arafah? Arafah là một vùng đất thiêng liêng, là vùng đất mà Allah subhanahu wa ta'ala đã quy định cho những người hành hương Hajj phải có mặt tại đó vào đúng ngày mùng 9 của tháng Dhul-Hijjah. Và những ai không đến được Arafah vào ngày mùng 9 của tháng Dhul-Hijjah thì xem như người đó không hoàn thành được việc hành hương Hajj của mình vào lần đó. Ngày mùng 9 đó được gọi là ngày Arafah. Đó là ngày vĩ đại nhất trong năm. Đó là ngày tốt nhất trong năm. Đó là ngày mà Allah subhanahu wa ta'ala đấng tối cao xuống tầng trời hạ giới bằng cái hình thức phù hợp với ngài, không giống với bất cứ tạo vật nào trên đời này. Và bạn biết, Arafah là ngày mà Allah subhanahu wa ta'ala đã hoàn tất tôn giáo Islam, hoàn thiện tất cả ân huệ mà ngài đã dành cho đám nô lệ của ngài đi theo đường lối Islam. Đó là ngày rất có giá trị đối với người Muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương số 5 Al-Ma'idah câu số 3 với ý nghĩa: ngày hôm nay ta, tức Allah, đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi, ta cũng đã hoàn tất ân huệ của ta cho các ngươi, và ta đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi. Ngày Arafah là ngày mà Allah subhanahu wa ta'ala giải phóng đám nô lệ của ngài khỏi quả hục nhiều nhất. Giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith do Muslim ghi với ý nghĩa: không có ngày nào mà Allah giải phóng người bề tôi khỏi quả ngục nhiều bằng ngày Arafah. Hỡi những ai hành hương Hajj được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cơ hội vĩ đại có mặt vào ngày mùng 9 tại vùng đất Arafah, những người đó hãy tận dụng thật nhiều thời gian của mình sau khi đã hoàn thành xong lễ nguyện Salah, Dhuhr và Asr. Hãy dùng hết tất cả thời gian còn lại cho đến khi mặt trời lặn. Hãy cầu xin Allah bằng tất cả những gì mà người đó muốn, và đừng bao giờ bận tâm với bất cứ một điều gì cả. Không zikir, không đọc Quran, không làm bất cứ gì ngoài việc cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy một lời dua tốt nhất để chúng ta cầu xin vào ngày Arafah đó. Người nói: lời dua tốt nhất trong tất cả các lời dua vào ngày Arafah đó là lời dua mà ta cũng như tất cả các vị Nabi trước ta đã nói. Đó là câu La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ngày Arafah là ngày mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến đôi tai của mình, đến cặp mắt của mình, đến chiếc lưỡi của mình. Hãy bảo vệ chúng và hãy kiềm hãm chúng và hãy ngăn chặn chúng. Đừng cho nghe, đừng cho nhìn và đừng cho nói những điều làm nên tội lỗi, mà hãy dùng tất cả những điều đó tập trung vào việc cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho chúng ta. Và ngày Arafah đó là ngày mà Allah subhanahu wa ta'ala nhìn từ trên tầng trời thấp nhất dưới trái đất, nhìn xuống đám nô lệ bé nhỏ của ngài, và ngài hứa với tất cả thiên thần của ngài: các ngươi hãy làm chứng đây, ta tha thứ hết tất cả tội lỗi cho những ai đang có mặt ở vùng núi Arafah. Và Allah subhanahu wa ta'ala còn hỏi: đám nô lệ của ta đến đây để làm gì đây? Thì đó là câu hỏi mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn ở anh đó, muốn ở chị đó. Hỏi những người nào đang có mặt và những người nào sẽ có mặt vào ngày Arafah mai đây. Hãy chuẩn bị và hãy soạn sẵn để mà chúng ta cầu xin Allah. Nhưng nhớ, đừng bao giờ cầu xin một lần và đừng bao giờ cầu xin hai lần, cũng đừng bao giờ cầu xin ba lần, mà hãy cầu xin nhiều hơn với con số đó. Cầu xin từ sáng cho đến chiều, lặp đi và lặp lại. Bởi Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy: khi các ngươi cầu xin Allah thì các ngươi hay nài nỉ và năn nỉ và hãy thể hiện cái sự nghèo khổ của các ngươi trước Allah subhanahu wa ta'ala, bởi ngài là đấng giàu có rất thích đám nô lệ của ngài khẩn cầu ngài, gian giá ngài, hạ thấp người để mà xin ngài. Thì hãy thể hiện một nô lệ nhỏ bé và nghèo hèn đau khổ để mà xin Allah ta'ala trước cái đấng hùng mạnh và giàu có và quyền lực và làm hết tất cả mọi thứ ngài muốn, và ngài muốn sao là được vậy. Hãy xin ngài. Và một điều lưu ý, đừng bao giờ quên cầu xin những gì tốt đẹp cho mình ở ngày Kiyama. Đó mới là điều quan trọng hơn cho chúng ta. Hãy cầu xin những gì ở hiện tại, bởi chúng ta sẽ phải sống nốt thời gian còn lại mà Allah đã định cho chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ phải có một chuyến đi rất là dài để trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hãy cầu xin Allah những cái điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta vào ngày Kiyama. Còn những người ở nhà, một lời khuyên dành cho những ai không có cơ hội đến với Arafah. Vì ngày hôm đó, đừng bao giờ làm bất cứ cái hành động nào khác mà hãy nhịn chay. Nhịn chay ngày Arafah, chúng ta sẽ được ân phước rất là vĩ đại. Như Nabi sallallahu alaihi wa sallam từng trả lời một câu hỏi của Sahaba:
chúng tôi được gì cho việc nhịn chay Arafah? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, ta tin là Allah sẽ xóa tội cho năm vừa qua và năm sắp tới. Hãy nhịn chay vào ngày Arafah, hãy bố thí vào ngày Arafah, hãy đọc Quran vào ngày Arafah, hãy zikir vào ngày Arafah, hãy làm tất cả những gì có thể làm hành đạo trong ngày Arafah. Bởi không có ngày nào tốt đẹp để chúng ta hành đạo làm cho ân phước chúng ta được nhân lên nhiều bằng 10 ngày đầu của tháng Dhu-l-Hijjah này. Và quan trọng hơn nữa và đặc biệt hơn nữa đó là ngày Arafah. Thì những ai không có cơ hội đến được vùng đất vĩ đại đó thì hãy làm như những gì mà Zain vừa nhắn nhủ với chúng ta. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta, ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận hết tất cả nhiệt hành đạo của chúng ta và ban chúng ta kiên định là một người nô lệ đáng thương của Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phóng thích chúng ta thoát khỏi quan ngục trong số những người mà Ngài đã phóng thích trong ngày Arafah vĩ đại này. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.